Cliché, một thức uống vô cùng cần gì. Và hôm nay mình sẽ quyết định làm Creamy Shake để cho tất cả thành viên Hero Team uống thử để xem phản ứng mọi người sẽ như thế nào. Hả? Ngon quá! Shop nhasimi.net, mua Rubik giá rẻ và vòng quay may mắn chúng Rubik uy tín và chính hãng. Ngoài ra còn bạn Random Acroblock Lock Food giá rẻ nhưng siêu vip nha. Truy cập ngay shop nhasimi.net để mua ạc và Rubik rẻ và chất lượng. Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok bạn, hôm nay mình sẽ thực hiện một thử thách, đó chính là thoát khỏi quái vật Creamy Shake. Đấy, ok, và trước khi để làm cái thức uống Creamy Shake tặng cho tất cả thành viên Hero Team thì mình phải vượt qua thử thách của Creamy Shake đã. Không biết cái con quái vật này có gì không mà sao mình thấy nhiều bạn khá là sợ con này. Mình thấy nó cũng bình thường mà ta nè. Một con quái vật tím lè tím lét có gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem con quái vật này có gì đáng sợ nha. Ok. Ok. Today we are trying the new. Hôm nay chúng ta sẽ thử một thức uống mới, đó chính là Creamy Shake. Và nhiệm vụ của mình đó chính là thu thập những đồng xu Creamy Shake và thoát khỏi con... Creamy Shake kìa. Trời, súng điện. Mình không lấy được súng điện. Vô người con Creamy Shake rồi mọi người. Creamy Shake nó đang bị chóng mặt kìa mọi người. Rồi bây giờ mình đi thoát khỏi đây nè. Giờ một đống chìa khóa không biết lấy cái nào luôn ấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi theo thanh niên có súng này. Bạn à, bạn đang là người duy nhất có súng luôn á. Hãy giải cứu tụi mình với. Ui, nó đang đi xuống đây đúng không? Tôi nghe tiếng rầm của mọi người. Ok, hiện tại mình đang có chìa khóa màu xanh nhưng mà hiện tại mình không chưa cần cái này lắm á mọi người. Mấy cái này mở cho cái gì ta? Ui, Creamy Shake xuống rồi kìa. Ok. Ok, chìa khóa màu xạ, chìa khóa màu trắng nè. Ok. Trời mọi người, Creamy Shake được ở ngoài đây. Làm sao đây? Trời, nó cắn từng cái từng bay luôn mọi người. Ok, đây không có lối thoát. Phải đi hướng nào mà nó có lối thoát xíu. Đây có cái tu vít này mọi người. Nhiều đồ vật quá. Ui, đây là cái gì vậy? Đây là cái đường hầm khác đó mọi người. Oh my god, Creamy Shake kìa. Oh my god, Creamy Shake đang làm gì vậy? Mình biết góc nhìn này hơi bựa xíu nhưng mà các bạn yên tâm, mình có mặc quần rất là dài. Này không sao hết. Ok, đây là quần nha. Ok. Xin vĩnh biệt. Ok bạn, thách đầu tiên mình đã thất bại rồi. Trời ơi, tức ghê á. Và chúng ta sẽ tới với thử thách số 2. Tìm 16 hộp Creamy Shake. Và phiên bản này có vẻ kinh dị hơn. Đó là nhiệm vụ của mình, đó chính là kiếm 12 ly Creamy Shake. Đấy, ok, và mình thấy đó. Nó kinh dị vậy trời. Thấy nó ghê quá à. Ok, bây giờ mình sẽ đi đâu đây ta? Ok, bây giờ mình phải đi kiếm một chỗ nào đấy để thoát khỏi đây các bạn ơi. Ok. What the heck? Thôi có thấy gì không? Con Creamy Shake nó đen dễ sợ, nó nhìn mình. Không muốn chơi cái này tèo đào. Ok, ô có cầu thang lên. Ok. Sao mình thấy cái game này nó kinh dị vậy? Ok, không thấy gì hết trơn á. Bạn nào thấy gì nói mình nha, comment phía dưới lại cho tôi nha. Ôi ghê quá. Ok. Ô, một ly Creamy Shake. Mới một ly mấy bạn ơi. Còn 12 ly nữa. Mà mình nghĩ mình kiếm được 12 ly chắc nó cũng lắc mình quá mấy bạn. Nó lắc như Creamy Shake thiệt luôn ấy. Mình nghĩ ở đây sẽ có một cái gì đấy. Nhưng mà hiện tại là mình cần phải kiếm một cái dụng cụ để phá cái tường gỗ đấy. Ghê quá à. Bạn nào chơi game này nhớ rủ thêm người thân nha. Tôi đang chơi giải đó mọi người. Đừng có chơi vậy đồ ông sớm luôn á. Oh my god, mới kiếm được. Hai ly. Chỉ có màu xanh. À, nó có thời gian đóng lại nè. Ok.
màu xanh là ở trên đúng không? Ok. Trời ơi. Trời ơi, quỷ thần đất ơi, cái gì trời. Bạn nào chơi game này là nhớ. Ô, đây đây. Ê, đừng. Ủa, tôi thấy cái gì đó? Màu hồng. Trời ơi, màu xanh má ơi, trời ơi, màu xanh với màu đỏ. Ô, đây. 2 ly, ok. 4 ly rồi. Ui, ông nào có avatar chất chơi vậy? Con này như bị mù hay sao các bạn ơi, nó chỉ chạy theo mình một chút thôi. Ôi, rồi xin lỗi. Đây. Ha. Trời ơi, cứu. Tôi chơi game này xong tôi không biết tôi còn sức, tôi còn làm Rimmer Shake. À, đây. Yes, ok. 6 ly, sợ chưa? Không, mình sợ chứ nó không sợ, mình đâu có bạn thôi. Ok. Ôi, thấy rồi nha. 7 ly rồi, ghê chưa? Hình như thế mình biết là ở trên này không có, ở trên này là không có cái con kia được, bởi vì ở dưới mình phải đi xuống kiếm chìa khóa. Đây, dễ quá, ok. Rồi, 8 ly, ghê chưa? Trời, bạn nào chơi này xong chắc đau tim luôn á, tôi sợ xỉu luôn các bạn nào muốn chơi game này, các bạn cũng đừng quên bật vào phần mô tả của mình nha. Mình sẽ để link game này ở dưới cho các bạn chơi nha, ok. Để mình quên, các bạn nhắc mình nha. Ok, rồi, 8 ly rồi, sợ chưa? Ok, ở trên này tôi không lo các bạn ơi, ở dưới thôi. Trời, con này nó nặng kinh hồn luôn các bạn. Trời, đi mà rầm vậy á. Ok. Và bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của mình đó chính là kiếm thêm thôi. Ủa, trên này có đúng một cái cửa thôi hả? Dở thiệt luôn quá trời. Rồi mình phải xuống kia kiếm toàn cửa luôn hả? Ok, xuống kiếm. Trời ơi, mấy 8 ly mấy má ơi. Không nên chơi game này nữa. Nó kinh hồn rồi các bạn ơi. Khuyến cáo, game này chơi xong là bị giật đùng đùng. Màu vàng. Đây. Yes. Cửa hồng mình nhớ nó ở dưới đây luôn. Ô chơi chính rồi. Trời ơi, giúp tôi đi nha. Thêm, các bạn phải nghe tiếng đọc các bạn không? Nó thì nó bự đấy, nhưng mà nó đang bị mù tạm thời mọi người. Nếu mình bẻ góc thì nó sẽ không nhận ra mình. Không có ở đây, trời ơi. Nó còn ói ra bãi cho mình hưởng nữa chứ. Trời ơi, trời, Rimmer Shake hả? Còn 2 cái này thôi, chuẩn bị phá đảo game nè. Ê, làm gì được nhau, để nhìn nhau. Ê, ok. Ừ, ok. Cái phòng này phòng gì vậy? Mình chưa vào phòng này. Ô, chuẩn luôn. Rồi, chắc chắn cái cửa hồng là final rồi. Cửa hồng. Ok, mình có spoil nhỏ cho các bạn là sắp tới mình sẽ đi Blackpink, nên có gì bạn nào gặp được mình gì ôm mình cái nha. Ok, còn nếu không muốn ôm thôi cũng được, không sao. Nhìn tôi, chào tôi là được rồi. Hoặc là nếu mà bạn nhận ra tôi cũng tôi sẽ... Cửa hồng, cái cửa màu hồng đâu? Đúng cái cửa màu hồng. Xin vĩnh biệt. Ok, chúng ta vẫn còn sống, không có gì xảy ra cả. Ok, mình sẽ tốn 19 Robux để mình phá đảo cái này. Không thể nào mà tôi không thể thắng game này được. Xin lỗi, tôi phải xài 19 Robux của tôi. Mình nhớ mình đã thấy cái cửa hồng mà ta. Mình nhớ mình thấy cửa hồng luôn á. Oh my god. Còn đúng cái mà tôi tốn gần 20 Robux luôn. Trời ơi, trời, nhỏ sim đúng báo luôn á trời. Cho bản đồ chắc tôi cũng mù luôn. Trời ơi, cho cái map mà cho nhỏ mù
Google Maps nữa. Màu hồng đâu, hồng đâu, hồng đâu, màu hồng, màu hồng. Blackpink, 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 Blackpink. Không thấy luôn mấy bạn ơi. Hồi nãy mình lướt có màu hồng đúng một lần duy nhất. Ức quá à. Ôi, Remy Shake. Tụi đã tổn hại. Á, đây rồi. Yes, the door has opened. Mà mình quên cái cửa nằm ở đâu rồi. Cửa nằm đâu vậy? Đây đúng không? No, 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 no. No, 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 no. Đây đúng không? Cái gì vậy bà nội? Shake. Let's go. Hello. Hello.
bà với vlog của tôi. Thì hôm nay tôi đã bảo với bà là tôi sẽ chế tạo một công thức nước uống mới. Cái này là Wimmer Shake, một thức uống Việt Phúc Lắc. Đó, dịch tiếng Việt bấm thật ngon. Đó, Việt có tóc, tóc tân các kiểu ghê lắm. Ê, cấp cứu mình tân số nhiều vậy? Là sao? Trời ơi, chuyện đó được uống được không vậy? Được. Trời ơi, tôi là nãy tôi uống vô giật dữ lắm. Bà uống vô là bay luôn á. Ý tôi là bay bay nhảy ở. Tôi chờ mình là tôi nên đi á. Tại vì bận quá không? Nhưng mà tôi mới làm xong, mới làm luôn. Bà là vị khách đầu tiên của tôi luôn á. Đấy. Ê sao đó, ngon quá trời luôn. Bà thử. Ủa là bà chưa thử luôn? Chưa. Uống không? Thử miếng. Uống đi. Ủa cái này đã hút vậy? Uống hả không? Tôi thử miếng thôi. Không nói ăn rồi, không biết mẹ không phân biệt được ăn với uống hả? Hả? Uống thì ngon thiệt, ngon nhớ, lắm. Nhớ thử cuốn nha. Ngon. Rồi, ngon anh Tâm có 5 xe ở dưới. Ngon thiệt nè. Đó. Ngon đúng không? Ê ngon nha. Đó, trời ngon. Mới được. Ai lừa mấy đâu bạn ơi. Ủa không vậy, chưa có thử lớp kem nè. Để thử miếng lớp kem nha. Ngon lắm. Đấy. Quá là hấp dẫn nhưng mà làm chèn quá nha. Mới làm thì dư xíu xin lỗi. Ngon đúng không? Cũng ngon đúng không? Miếng ngon. Ngon quá mấy bạn. Ngon mà. Đây là bệnh viện không có chấp chứa tôi rồi. Ok, Mimi khen ngon với bạn lắm. Nó ngon này đúng không? Bây giờ tới thành viên tiếp theo, tôi thấy nó cũng hơi bầy nhầy á. Chăm chí xíu nữa. A few moments later. Linh gì? Phong Cận đi gì ơi? Phong Cận, dừng lại. Gì vậy? Dừng lại. Hãy dừng lại, đứng yên đó. Cảnh sát đây. Dừng lại. Không đứng chạy không nói gì hết. Dừng lại. Dừng lại. Gì đấy? Tình yêu thương với người bạn thân nhất trong trái tim. Trời ơi, cứu tôi. Yêu quý, đưa hết tình cảm. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời. Bây giờ mình mới sáng tạo ra một thức uống gọi là Bạn uống. Bạn có thể uống thử điều cảm nhận của mình. Em thấy nó nổi bọt, giật đây. Nó bọt. Nói chung là đây là một thức uống nổi tiếng trên mạng. Nghe bảo ngon. Rất là ngon luôn. Ngon. Bạn bỏ 2kg đường vô hả? Ngon. Dịch anh thử miếng. Ngon không? Ủa gì kì á? Ôi gì, mấy người là sao vậy? Nhìn cái công nhận với em nó giống như là 2kg đường không anh? Ủa sao bữa cay nấu cho mấy người kia ngon, giờ em nấu... Tôi khen, tôi cũng bảo dở nha, cay bỏ giống như bọn mấy ký đường vậy đó. Anh ơi, anh khen ngon cái đi anh. Ngon quá. Anh ngon, anh khen ngon nhất bữa đi anh. Uống nhìn cho người tiêu đường. Ngon quá. Đây, ngon không? Ngon quá các bạn ạ, ngon quá. Mỗi ngày một ly này của Jimmy. Năm thay một quả thận. Nhưng mà anh khen ngon cái đi, anh khen ngon. Ngon đi anh, ngon. Thực uống này. Anh uống hết ly này á, anh không tăng lên 80kg em con anh luôn. Uống của người Huệ ngon lắm. Ngon, mọi người thấy là ngon, mấy người Huệ người ta ẩn. Nói chung là đừng quan tâm. Green Bean Shake đúng không? Đúng trời rồi, ơi. Nhưng mà cụ sim nằm nó hơi kỹ. Chạy đi. Yeah.
Thực ra thì nó không có gì đâu cay, nó rất là ngon. Ngon đúng không? Ngon, uống vô là tình yêu của Sim nằm trong đây hết á. Yeah.